Mới đây, sự kiện ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu thời trang đỉnh đám thế giới Dior đã chính thức được diễn ra tại Thành Đô, Trung Quốc. Thảm đỏ của sự kiện nhanh chóng trở thành tiêu điểm được giới truyền thông cũng như công chúng đặc biệt chú ý nhờ việc có mặt của dàn sao Hoa ngữ đỉnh đám. Tiêu điểm được chú ý nhất hoạt động hôm nay chính là sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh. Trước khi sự kiện diễn ra, phía studio văn phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đã nhá hàng tạo hình mà nữ diễn viên chuẩn bị cho chương trình. Triệu Lệ Dĩnh quả xứng danh là mẹ một con, sở hữu nhan sắc cùng ngoại hình đẹp và cuốn hút nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Ngay cả những bức hình khi xuất hiện trên thảm đỏ cũng không thể dìm hàng được nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh. Vợ cũ Phùng Tiểu Phong vẫn vô cùng cuốn hút và tự tin khi đứng trước ống kính phóng viên. Không chỉ có Triệu Lệ Dĩnh, La Vân Hy, Cảnh Điểm, Vương Tử Văn, Lưu Vũ Hân cũng xuất hiện trong sự kiện. Trong khi La Vân Hy khiến fan lo lắng vẫn thân hình gầy gò, thì đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh Cảnh Điểm cũng được nhận xét là kém đôi bật hơn Triệu Lệ Dĩnh. Trước đó, trang QQ chụp được khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại sân bay Thành Đô, Trung Quốc để chuẩn bị cho lịch trình hoạt động sắp diễn ra. Những hình ảnh hiếm hoi từ sân bay do phóng viên chụp và chia sẻ trên mạng xã hội ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Giữa tiết trời nóng đổ lửa tháng 7, người đẹp mặc váy dài tay, đội mũ kín, chân đi tất cùng một đôi dép bông khó hiểu. Trong những tấm hình ghi lại, nữ thần họ Triệu liên tục cúi đầu tỏ ra lạnh lùng. Trang QQ đã đặt dòng tít rằng, sau 2 năm sinh con, cơ thể Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn yếu. Trong khi mùa hè là thời điểm các người đẹp bung lụa với đủ các loại quần ngắn, áo bó khoe eo, thì nàng Sam Sam lại mặc đồ kín như bưng. Trước đó, khi tham gia ghi hình và dự sự kiện, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã gây xôn xao vì mặc áo len giữa thời tiết nóng nực, đội mũ và đeo thêm khăn choàng. Trang QQ cũng đã tìm lại những hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh lần đầu xuất hiện trước paparazzi sau khi sinh con. Người đẹp cũng mặc trang phục kín từ đầu tới chân, dường như không muốn mình bị nhận ra. Nhiều người cho rằng việc mỹ nhân họ Triệu sinh con không bao lâu đã quay trở lại công việc khiến cho sức khỏe xuống dốc, dễ bị bệnh vặt, cần được giữ ấm ngay cả lúc thời tiết nóng nực. Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh vốn sở hữu sắc vóc mảnh mai nhỏ bé, chuyện sinh nở đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của cô. Bên cạnh đó, Trang 163 cũng có bài viết liên quan tới thông tin về việc Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ về chuyện từ chối lời tỏ tình của những thiếu gia nhà giàu hậu ly hôn. Trong nội dung bài viết có nói, Triệu Lệ Dĩnh bật khóc thổ lộ, nếu không phải vì lý do này, cô sẽ chẳng từ chối sự theo đuổi của các thiếu gia giàu có và đẹp trai. Triệu Lệ Dĩnh cho biết, thực ra tôi cũng phải xem xét cảm xúc của con trai mình, dù sao thì thằng bé vẫn còn nhỏ, hơn nữa theo quan niệm truyền thống ở quê tôi, ly hôn là điều đáng xấu hổ. Tuy nhiên, đa số cư dân mạng đều không tin về những thông tin được chia sẻ trong bài viết, bởi lẽ Triệu Lệ Dĩnh chưa từng trả lời điều này trong bất cứ bài phỏng vấn nào. Ngoài ra, trang này cũng thường xuyên đăng tải những thông tin được dẫn từ các nguồn tin trên mạng xã hội không chính xác. Trước đó, Trang 163 có dẫn nguồn tin từ một bài đăng liên quan tới vụ ly hôn giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Tiểu Phong. Bài viết trên Trang 163 có tiêu đề gây chú ý: Phùng Tiểu Phong vạch trần bộ mặt của Triệu Lệ Dĩnh, sự thật về cuộc ly hôn được tiết lộ, lý do là gì? Nguồn tin tiết lộ việc, sau khi quay trở lại làng giải trí, Phùng Tiểu Phong gặp áp lực rất lớn. Về nhà, nam tài tử có tâm sự với Triệu Lệ Dĩnh, nhưng nữ diễn viên lại không nói hay có bất kỳ hành động an ủi nào cho chồng. Việc này khiến Phùng Tiểu Phong cảm thấy bản thân không được coi trọng, đây có thể là lý do khiến hai vợ chồng ly hôn. Trang Sohu dẫn một nguồn tin trong giới giải trí tiết lộ, Triệu Lệ Dĩnh vừa mua một biệt thự lớn trị giá 100 triệu nhân dân tệ, khoảng 355 tỷ đồng ở đường Vành Đai phía đông Bắc Kinh. Theo đó, ngôi nhà mới của Triệu Lệ Dĩnh là biệt thự dành cho gia đình, có hồ nhân tạo và khu vườn riêng, mang đến sự riêng tư tuyệt vời và sang trọng như một lâu đài. Giới truyền thông Hồng Kông đưa tin, Triệu Lệ Dĩnh đã có sự nghiệp đỉnh cao trong vài năm trở lại đây. Chỉ dựa vào những tác phẩm ăn khách và giá trị thương mại, Triệu Lệ Dĩnh đã kiếm được 1,37 tỷ nhân dân tệ, gần 5.000 tỷ đồng trong 4 năm. Đây quả thực là một con số cực lớn. Sau khi ly hôn, cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cô bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ. Bản thân Triệu Lệ Dĩnh từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng, điều quan trọng nhất để các cô gái tự tin là làm việc chăm chỉ và tập trung vào sự nghiệp.